Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một thỏi vàng được làm bằng chất liệu đá thạch anh hồng chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Thỏi vàng hay còn được gọi là kim nguyên bảo, nó là một trong những cái bảo vật linh vật trong phong thủy rất được ưa chuộng, với công năng công dụng của nó đó là chiêu tài, hút lộc rất là mạnh. Tác dụng chủ yếu của nó là hút lộc. Tôi xin được soi đèn để quý vị sẽ thấy cái độ thông đèn của đá này. Quý vị sẽ nhìn thấy độ thông đèn của đá, chất liệu thông đèn cũng là tương đối. Soi để quý vị nhìn thấy, khi soi thông đèn. Thông đèn chất liệu đá thạch anh hồng, đây nó có những cái đường dạn của đá quý vị nhé, những cái đường dạn tự nhiên của đá. Đã là đá tự nhiên thì phải có những cái vết dạn tự nhiên, quý vị lưu ý. Một mẫu kim nguyên bảo, nó có bề ngang này là 15 cm và chiều cao từ đỉnh này xuống dưới này nó là gần 13 cm. Tổng khối lượng của cả đá và đế nó nặng là 1,4 kg, riêng cái cục này không, nó nặng là 1,2 kg. Được làm từ dòng thạch anh hồng của Việt Nam chuẩn thiên nhiên tự nhiên, đây là cái phôi hồng của Đắk Lắk. Và hiện cái mẫu kim nguyên bảo này hiện tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 300.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099, quý vị chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm làng thạch anh hồng chuẩn thiên nhiên tự nhiên, màu hoàn toàn là màu tự nhiên. Nếu quý vị nào phát hiện hàng bán không đúng theo cam kết, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị có thể kiểm tra kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng. Chất đá cũng thông đèn rất là tốt, quý vị sẽ nhìn thấy khi soi ánh đèn. Soi đèn thông đèn khá tốt. Giao dịch bên tôi thì có hai hình thức, một là khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Hai đó là quý vị nếu không chuyển khoản trước được thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Cam kết sản phẩm làng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Và lưu ý khi mua hàng bên tôi đó là quý vị nên kiểm tra hàng trước khi nhận. Dù là chuyển khoản trước hay nhận hàng thu tiền thì cũng kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Tránh trường hợp mà sau khi bưu tá về rồi quý vị mới có khiếu nại lại là hàng bị vỡ, hàng bị dập, hàng bị gãy hoặc là hàng không đúng theo cam kết, thì lúc đó tôi sẽ không chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình nữa. Vì thế thì quý vị phải kiểm tra hàng trước mặt bưu tá trước khi nhận hàng hộ cho tôi. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.